Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Sáng nay, ngày 19 tháng 7, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm trưởng đoàn cùng đại diện các sở, ban ngành thành phố đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Di tích Quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín, đoàn lãnh đạo thành phố đã đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc, giành độc lập dân tộc, tự do, hòa bình cho nhân dân. Viếng và dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con thân yêu của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thay mặt đảng bộ chính quyền thành phố Đà Nẵng, đoàn quyện sẽ đoàn kết một lòng, tiếp bước truyền thống của các anh hùng liệt sĩ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sau lễ viếng, lãnh đạo thành phố đã thắp hương từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến các liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 12.000 anh hùng liệt sĩ cả nước, trong đó có 41 liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng đã anh dũng đấu tranh, phục vụ chiến đấu suốt 16 năm trời trên tuyến lửa Trường Sơn huyền thoại. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường Chín, chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngày nay, hai nghĩa trang liệt sĩ là nơi suy tôn, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Dịp này, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng cho chương trình Hoa dâng bộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín, thể hiện tấm lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành cổ Quảng Trị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của chiến sĩ đồng bào vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đoàn nguyện không ngừng phấn đấu rèn luyện, đoàn kết để xây dựng đất nước Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng hưng thịnh, phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các đồng chí, đồng bào.